Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phú nông đang có mặt tại một vườn nho mẫu đơn. Vườn nho này trồng cây giống nho mẫu đơn hay nho sữa đến từ Hàn Quốc. Video hôm nay Phú nông sẽ review cho mọi người về cây nho mẫu đơn cũng như là về cây nho mẫu đơn là có giống từ Hàn Quốc thì nó sẽ phát triển như thế nào, có phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu của Việt Nam hay không từ đó mọi người có cái sự đánh giá và chúng ta đưa ra quyết định đầu tư sao cho nó chính xác nhất à, về tổng quan đấy thì mọi người thấy thì vườn làm khá là bài bản và cái mái tre thì làm theo phương pháp của trung quốc khá là gọn gàng và chắc chắn còn về dàn chữ y thì mọi người thấy này anh chủ vườn làm khá là đều khá là đẹp Tổng quan như thế là khá là ổn rồi Về cái phần rãnh thoát nước Cũng như là về hệ thống tưới Là rất là bài bản Như mọi người nhìn qua thì Chúng ta sẽ thấy là rất là ưng Với cái vườn này về mặt thiết kế Còn về cây nho mẫu đơn Đây mọi người thấy đây Đây chính là cây nho mẫu đơn từ Hàn Quốc Đây chính là phần ghép của nó mọi người nhé Đấy Phần ghép của nó đây à, Cây nó phát triển đến đây Đây chính là cành cấp 1 này À, hiện tại vườn đang trồng với khoảng cách là 2 mét một cây đấy uhm, nó sẽ có một à, thân chính phát triển đi lên sau đó là chỉ có một cái cành cấp 1 thôi các bác nhá vườn chỉ để một cành cấp 1 thôi à, còn lại là các cành cấp 2 về cái thân chính như mọi người thấy đây à, sau một năm thì cái thân chính này nó khá là to rồi đấy nó to bằng à, hai ngón tay của em cái đường kính của nó rơi vào tầm khoảng 3 cm. À như thế nó cũng khá là tốt sau một năm trồng. À còn về cái cành cấp 1 ấy, này vườn chỉ để một cành cấp 1 thôi mọi người nhé Đây các bác xem ạ. À. à cái việc mà chúng ta tạo cành cấp 1 chúng ta để 1 2 3 4 à thì thực sự là nó cũng không quá quan trọng. Tuy nhiên thì thông thường mọi người sẽ để à hai cành cấp 1 À, còn nếu chúng ta để cành một cành cấp một thì chúng ta phải trồng mau hơn à, cái việc à, chúng ta để hai cái cành cấp một ý, thì à, cái cành cấp 2 nó sẽ đều hơn so với việc chúng ta để một cành cấp một bởi vì là khi à, cái cây nó hút dinh dưỡng ấy, thì nó sẽ chia về à, hai cành cấp một sau đó nó sẽ phân phối đồng đều hơn về các cành cấp hai, đây mọi người thấy này cái cành cấp hai ý, thì à, hiện tại thì à, nó cũng À, không được to lắm đâu Đấy, Kích thước thì nó chỉ à, Nhỏ hơn cái ngón tay út của em một chút à, Cái kích thước này Thì nó không bằng một cái à, Bút bi mọi người nhé à, Tức là nó chưa đạt Được cái tiêu chuẩn cắt cành Là rơi vào tầm khoảng 0.8 Đến 1cm Để chúng ta cắt cành cho cái tỉ lệ ra bông Cũng như là cái chất lượng Hoa nó tốt Đấy có rất nhiều cảnh cấp 2 nó còn nhỏ nó chưa to nó khá là bé thôi đấy các bác thấy đây